Nam thanh niên dũng cảm lao xe truy cặn cây trộm xe máy và cây kích hụt hẫng. Hôm nay ngày 26 tháng 2, trên các diễn đàn phòng chống kẻ gian truyền tay nhau vụ việc manh động với caption như sau: phát hiện kẻ trộm cùng đồng bọn lấy xe, một thanh niên đã lao xe vào nhưng bất thành, người dân chỉ biết đứng nhìn theo trong vô vọng. Qua đây khổ chủ lắc đầu chán nản, tự trách bản thân sao mà xui quá trời quá đất, xem lại camera mà chán nản thật sự, cạn hết lời không muốn nói thêm và muốn kênh Sài Gòn TV chia sẻ rộng rãi vụ việc để mọi người nâng cao cảnh giác. Không nghĩ mới đầu năm đầu tháng mà lại xui xẻo bị kẻ gian chực chờ ra tay canh me trộm cắp như vậy, thiệt là giận tím tái người, buồn hết sức nói. Tình huống ra sao, mời cả nhà cùng Sài Gòn TV xem tiếp nhé. Cụ thể vụ việc xảy ra tại Biên Hòa, Đồng Nai mới đây. Theo đó, hai đối tượng nam dàn cảnh chia nhau trộm xe quay RS màu trắng đen, pha trộm rất thành công và kẻ gian đã bẻ khóa tẩu thoát. Khi hai đối tượng chuẩn bị tẩu thoát thì đúng lúc này một thanh niên phát hiện đã dũng cảm lao xe ra tông vào chiếc xe máy mất trộm nhưng không thành. Kẻ trộm tẩu thoát nhanh như cơn gió, còn thanh niên bị ngã xe. Có thể thấy nam thanh niên bỏ luôn cả xe đứng dậy chi hô bắt trộm nhưng lực bất tòng tâm, còn người dân xung quanh lúc này chỉ biết ùa ra đứng nhìn, vô vọng không biết làm gì. Dân mạng xem xong clip hết sức bức xúc vì thời buổi hiện nay kẻ gian quá liều lĩnh, không biết sợ là gì, mong pháp luật hình triệt tiêu những đối tượng này trong xã hội ngày nay. Thầm trách khổ chủ quá lơ là trong việc trông coi tài sản thì hỏi sao có không giữ mất đường tìm. Thậm chí nam thanh niên dũng cảm ra tay giúp đỡ vẫn không thấy mặt chủ xe thì coi như thua. Được biết khổ chủ đã trình báo cơ quan chức năng mong tìm lại được tài sản, nhưng trên hết là mong muốn chia sẻ clip để mọi người xem qua và lấy làm bài học phòng chống và rút kinh nghiệm. Sau trình báo, cơ quan chức năng đã có mặt trích xuất camera chia sẻ rộng rãi vụ việc đến mọi người. Còn bạn thấy sao về pha truy cặn cây trộm nhưng thất bại của nam thanh niên có lòng tốt này? Bình luận cho chúng tôi biết với nha. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày nha. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.